À, đây. Như chúng ta biết, như giáo sư Việt vừa đề cập, thì warfarin được xem là kinh điển trong dự phòng đột quỵ cho bệnh nhân dung nhĩ. Năm 2006, thì một phân tích gộp người ta đã đánh giá về vai trò của warfarin trong dự phòng cho bệnh nhân đột quỵ có nguy cơ dung nhĩ so với giả dược cũng như so với aspirin. Thì người ta thấy rằng ấy, đối với aspirin ấy, thì cái mức độ giảm nguy cơ tái phát đột quỵ ở trên bệnh nhân dung nhĩ là chỉ khoảng 22%. Trái lại thì warfarin làm giảm tới 67% nguy cơ đột quỵ ở những bệnh nhân dung nhĩ. Như vậy, khi so sánh warfarin và aspirin, người ta thấy rằng nếu chúng ta sử dụng warfarin thì giảm thêm 41% nguy cơ tái phát đột quỵ ở những các cái bệnh nhân đang dung nhĩ. Tuy nhiên thì khi sử dụng các cái thuốc kháng vitamin K thì chúng ta biết có những các cái nhược điểm. Thứ nhất là khoảng điều trị nó hẹp. Thông thường thì cái chỉ số INR cho hầu hết các cái bệnh lý mà cần dự phòng đối với cái warfarin nó dao động từ 2 đến 3,5. Như chẳng hạn, nhưng mà đối với các bệnh lý van hai lá do thấp hoặc là do van cơ học thì chúng ta cần duy trì đích INR là từ 2,5 đến 3,5. Đối với van động mạch chủ là chúng ta duy trì INR từ 2 đến 3. Và đặc biệt một cái tỷ lệ rất thường gặp, đấy là bệnh nhân dung nhĩ không có bệnh lý van tinh thì chúng ta sẽ duy trì cái chỉ số INR từ 2 đến 3. Tuy nhiên trong thực hành lâm sàng thì cái tỷ lệ mà người bệnh đạt được cái INR trong cái ngưỡng điều trị nó hiện nay nó vẫn còn thấp. Bởi vì khi chúng ta sử dụng warfarin thì nó bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn cũng như các thuốc. Và đặc biệt nếu chúng ta không kiểm soát tốt, INR nếu không đạt mà duy trì dưới 2 thì nguy cơ nó tái tắc mạch và sẽ nguy cơ sẽ bị đột quỵ tái phát. Trái lại nếu chúng ta để INR nó quá cao trên 3,5 trở lên thì bệnh nhân có nguy cơ chảy máu. Và một số trường hợp chúng ta mặc dù đã duy trì đích INR từ 2 đến 3 nhưng vẫn gặp nguy cơ tái phát về đột quỵ cũng như là chảy máu. Các cái nghiên cứu người ta thấy rằng ấy, cùng với thuốc tiểu đường thì thuốc kháng vitamin K, warfarin là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhập viện do các cái tác dụng bất lợi của thuốc. Tuy nhiên thì đến năm 2009 thì lần lượt có 4 nghiên cứu đã được công bố. Đầu tiên đấy là nghiên cứu RELY được công bố năm 2009 về vai trò của dabigatran là một thuốc ức chế thrombin. Tiếp theo là năm 2010 thì công bố nghiên cứu Rocket AF là thuốc rivaroxaban, và năm 2012 là apixaban trong nghiên cứu Aristot, và 2013 đấy là nghiên cứu Endosan trong nghiên cứu Inget. Như vậy ba thuốc rivaroxaban, apixaban và endosaban là thuộc nhóm ức chế yếu tố 10A. Thì phân tích gộp bốn các cái thử nghiệm như tôi vừa đề cập gồm nghiên cứu RELY, nghiên cứu Rocket AF, Aristot và Inget AFTIMI với trên 71.000 bệnh nhân về tiêu chí chính đấy là dự phòng đột quỵ và thuyên tắc mạch hệ thống, thì rõ ràng chúng ta thấy là NOAC đã giảm được 19% khi so sánh với warfarin về các cái biến cố chính. Về cái biến cố xuất huyết nặng thì khi chúng ta sử dụng thuốc NOAC thì người ta thấy rằng các cái nguy cơ chảy máu có phân tích gộp cả 4 loại thì nó gần như là tương tự với warfarin về các cái biến cố chảy máu. Và chính vì vậy mà hiện nay trong tất cả các cái khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu cũng như Hoa Kỳ thì đã đưa ra các cái khuyến cáo về mức độ bằng chứng dựa trên các cái phân tích gộp cũng như các cái thử nghiệm lâm sàng. Thì chúng ta thấy rằng đối với những các cái bệnh nhân mà có thang điểm chát vát là 1 đối với nam và 2 đối với nữ thì chúng ta nên cân nhắc sử dụng các thuốc chống đông đường uống với mức độ khuyến cáo là 2A. Còn khi thang điểm chát vát 2 mà lớn hơn bằng 2 ở nam và lớn hơn bằng 3 ở nữ thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng các cái thuốc chống đông đường uống với bằng chứng khuyến cáo là 1A. Và nếu mà bệnh nhân mà bắt buộc và có các cái bệnh lý van cơ học hoặc là van tim do thấp, ví dụ như hẹp van hai lá mức độ trung bình đến nặng, thì chúng ta sẽ phải duy trì bằng kháng vitamin K và theo cái đích INR điều trị. Còn lại các cái thang điểm mà chát vát bằng 0 đối với nam và bằng 1 đối với nữ thì chúng ta không cần thiết phải sử dụng chống đông. Và như vậy thì chúng ta biết đấy, đối với dự phòng đột quỵ cho bệnh nhân dung nhĩ thì hiện nay nó được khuyến cáo ưu tiên hơn kháng vitamin A với bằng chứng khuyến cáo là 1A.
Trong thực tế, chúng ta biết nhiều bệnh nhân phát hiện ra dung nhĩ khi đã xảy ra đột quỵ nhồi máu, bởi vì họ không tái khám thường xuyên, và đặc biệt là cái nhóm bệnh nhân còn trẻ tuổi và không có cái bệnh lý tim mạch trước đấy. Và ở đây người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà dung nhĩ ở những các cái bệnh không có bệnh lý tim mạch trước đấy thì có tỷ lệ cũng rất cao, chiếm tới 1/3. Như vậy tỷ lệ phát hiện dung nhĩ mới ở bệnh nhân đột quỵ trong một cái nghiên cứu ở Phần Lan thì người ta thấy có tới 30-37% ở nhóm không có bệnh lý tim mạch từ trước, và chỉ có 17-25% ở nhóm đã có bệnh lý tim mạch. Chính vì vậy mà trong thực tế tất cả bệnh nhân đột quỵ đối với chúng ta khi đến viện bao giờ chúng ta cũng phải tầm soát các cái yếu tố nguy cơ, đặc biệt là căn nguyên dung nhĩ. Bởi vì nếu mà đã dung nhĩ thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng thuốc chống đông cho bệnh nhân. Và khi chúng ta mà xác định bệnh nhân đột quỵ dung nhĩ hoặc là cơn thiếu máu não thoáng qua thì chúng ta phải đánh giá các cái yếu tố nguy cơ về tắc mạch cũng như yếu tố nguy cơ chảy máu. Về yếu tố nguy cơ tắc mạch thì chúng ta sử dụng thang điểm CHOT-VQ2, và khi thang điểm CHOT-VQ2 như tôi đề cập lớn hơn bằng 1 ở nam, lớn hơn 2 ở nữ thì chúng ta đã phải khuyến cáo sử dụng thuốc chống đông cho bệnh nhân rồi. Và trong cái bảng thang điểm CHOT-VQ thì chúng ta thấy bệnh nhân có tiền sử đã đột quỵ là đã 2 điểm, như vậy bắt buộc là chúng ta phải dự phòng cho bệnh nhân. Về dự phòng thì chúng ta biết các cái thuốc NOAC hoặc DOAC trong dự phòng đột quỵ thứ phát ở bệnh nhân dung nhĩ không có van tim. Thì từ cái bốn cái nghiên cứu đa trung tâm ngẫu nhiên như tôi đề cập ấy, thì khi phân tích gộp trên các cái nhóm bệnh nhân có tiền sử dung nhĩ trong số 71.000 bệnh nhân tham gia nghiên cứu thì người ta thấy rằng phân tích dưới nhóm có khoảng 20.000 bệnh nhân có tiền sử dung nhĩ. Thì khi phân tích dưới nhóm ở những bệnh nhân dung nhĩ thì người ta thấy rằng các thuốc chống đông đường uống thế hệ mới làm giảm tới 14% nguy cơ tái phát đột quỵ cũng như thuyên tắc mạch hệ thống khi so sánh với các cái thuốc kháng vitamin K, và đặc biệt là các cái biến cố chảy máu. Thì chúng ta thấy rằng khi phân tích gộp, người ta thấy rằng các cái thuốc chống đông đường uống thế hệ mới ở những bệnh nhân dự phòng dung nhĩ mà có tiền sử đã đột quỵ thì giảm tới 46% nguy cơ chảy máu nội sọ, và các cái biến cố chảy máu chính thì giữa các cái nhóm chống đông đường uống thế hệ mới không có khác biệt so với các cái kháng vitamin K. Khuyến cáo năm 2021 của Hiệp hội Tim mạch cũng như đột quỵ Hoa Kỳ thì đưa ra khuyến cáo mức độ bằng chứng 1A là đối với những bệnh nhân đột quỵ mà không có bệnh van tim có dung nhĩ thì chúng ta ưu tiên khuyến cáo sử dụng các cái thuốc chống đông đường uống thế hệ mới cho bệnh nhân, có thể sử dụng một trong bốn loại mà tôi đã đề cập ở cái phần trước. Đồng thời việc phòng ngừa và tái phát đột quỵ ở bệnh nhân dung nhĩ thì cũng đưa ra khuyến cáo là nếu mà những cái bệnh nhân mà không có hẹp van hai lá mức độ từ vừa đến nặng hoặc là không có bệnh van cơ học mà không có khả năng duy trì IN trong cái ngưỡng điều trị từ 2 đến 3 thì chúng ta nên sử dụng các cái thuốc chống đông đường uống để mang lại cái hiệu quả tối ưu hơn cho bệnh nhân. Về các cái thử nghiệm lâm sàng của rivaroxaban trên bệnh nhân dung nhĩ thì trong các cái phân tích gộp chúng ta thấy rằng trong 4 cái nghiên cứu Rocket AF, nghiên cứu Rely, nghiên cứu Aristov và nghiên cứu Ingate thì duy nhất nghiên cứu Rocket chúng ta thấy rằng trong nghiên cứu này tới 55% bệnh nhân tham gia nghiên cứu là có tiền sử về đột quỵ. Trái lại trong 3 nghiên cứu còn lại thì cái tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ tham gia nghiên cứu có tiền sử đột quỵ thì nó thấp hơn, dao động từ 19-29%. Do vậy các cái số liệu từ nghiên cứu ROCK-FAF thì nó sẽ áp dụng trong thực tế, nó sẽ tương đồng với các cái nghiên cứu thế giới thực. Và trong nghiên cứu giới thế thực sau đấy thì một cái nghiên cứu đã được công bố, đó là nghiên cứu REAFFIRM. Thì trong cái nghiên cứu này từ các cái dữ liệu trên bảo hiểm của Mỹ từ năm 2012 đến 2015 trên 110.000 bệnh nhân thì có 10.500 bệnh nhân đã từng có tiền sử đột quỵ. Người ta lựa chọn các cái kháng đông dự phòng trong nhóm này bao gồm có warfarin, so sánh phân nhóm rivaroxaban, rồi apixaban, dabigatran và endoxaban. Và cái việc bắt cặp trong cái phân tích REAFFIRM này theo tỷ lệ 1:1 đồng nhất về dân số đầu vào của 3 nghiên cứu đoàn hệ thì người ta tiến hành so sánh các cái thuốc với từng với riêng của warfarin về các cái tiêu chí chính là tỷ lệ biến cố gộp gồm có đột quỵ cũng như chảy máu nội sọ và các cái tiêu chí phụ về chảy máu khác. Thì trong cái nghiên cứu REAFFIRM
thì người ta thấy rằng rivaroxaban đã giảm thêm 55% biến cố gộp và đặc biệt là 52% tỷ lệ tái phát đột quỵ so với warfarin trên bệnh nhân dung nhĩ có tiền căn đột quỵ. Như vậy, cái phân tích thế giới thực này một lần nữa cho chúng ta thấy rằng cái kết quả cũng tương đồng như nghiên cứu ROCKET-IF, bởi vì cái tỷ lệ đột quỵ tham gia trong nghiên cứu ROCKET-IF chiếm tới 55% cái cửa mẫu nghiên cứu. Khi so sánh có các cái thuốc khác trong nghiên cứu real firm như dabigatran, abisapan so với warfarin thì người ta thấy cái sự khác biệt là chưa có ý nghĩa thống kê về các cái tiêu chí chính cũng như là tiêu chí phụ. Sao nó không chạy như này? Một câu hỏi mà đặt ra cho chúng ta là đối với bệnh nhân đột quỵ trong giai đoạn cấp mà vào viện với chúng ta mà chúng ta phát hiện dung nhĩ và đang dùng NOAC thì chúng ta sẽ xử trí như thế nào? Thì hiện nay chúng ta biết đối với những cái bệnh nhân trong đột quỵ cấp trong cửa sổ 4,5 giờ thì chúng ta sẽ xem xét điều trị tiêu huyết khối cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân mà có chỉ định trong cửa sổ 6 tiếng đồng hồ, bệnh nhân sẽ xem xét lấy huyết khối cơ học nếu mà bệnh nhân có tắc cái mạch lớn. Như vậy đứng trước một bệnh nhân đang sử dụng NOAC thì cái việc quan trọng đối với chúng ta là chúng ta phải khai thác tiền sử của bệnh nhân đang sử dụng thuốc. Nếu cái liều dùng cuối cùng của bất kỳ một cái thuốc chống đông NOAC nào mà trên 48 giờ bệnh nhân không có tắc mạch lớn thì chúng ta sẽ chỉ định thuốc tiêu huyết khối cho người bệnh. Còn nếu bệnh nhân mà đã sử dụng các cái thuốc chống đông đường uống thế hệ mới trong thời gian 48 giờ thì chúng ta chống chỉ định tiêu huyết khối của bệnh nhân. Và nếu có điều kiện thì chúng ta phải định lượng cái nồng độ thuốc. Tuy nhiên cái điều này thì nó rất khó trong thực hành lâm sàng. Và trong trường hợp đấy thì nếu chúng ta mà xác định bệnh nhân có tắc mạch lớn thì bao giờ chúng ta cũng sẽ ưu tiên lấy huyết khối cơ học cho bệnh nhân. Và cái việc làm như vậy thì nó sẽ giúp cho cải thiện tử vong cũng như làm giảm các biến cố. Về tỷ lệ đột quỵ ở bệnh nhân dung nhĩ có sử dụng rivaroxaban trên thực tế lâm sàng thì chúng ta thấy rằng cái vai trò của rivaroxaban trong dự phòng tái phát thì nó rất hiệu quả. Tới 99% bệnh nhân sẽ tránh được các cái tái phát đột quỵ và cái biến cố đột quỵ tái phát nó chỉ thấp dưới 1%. Ngoài ra thì các cái biến cố chảy máu cũng như biến cố tử vong thì cũng rất thấp, chỉ dao động trong vòng 1-2%. Và cái kết quả của nghiên cứu sang tới toàn cầu này thì đã được minh chứng trên gần 11.000 bệnh nhân về sử dụng rivaroxaban trong cái thực tế lâm sàng. Như vậy, tóm lại trên bệnh nhân dung nhĩ thì các thuốc kháng đông được khuyến cáo ưu tiên hơn trong việc dự phòng cho bệnh nhân đột quỵ dung nhĩ và đặc biệt là ưu việt hơn nhiều so với kháng kết tập tiểu cầu. Khi so sánh với kháng vitamin K, những các bệnh nhân mà dung nhĩ không có bệnh lý van tim thì NOAC được khuyến cáo ưu tiên hơn với mức độ bằng chứng khuyến cáo là 1A. Và trong các cái thuốc chống đông đường uống thế hệ mới thì rivaroxaban là một cái thuốc được sử dụng rất rộng rãi để dự phòng đột quỵ cho bệnh nhân dung nhĩ mà chưa bị đột quỵ cũng như đã có tiền sử đột quỵ hoặc là cơn thiếu máu não tháng qua. Và từ các cái dữ liệu, các cái nghiên cứu đặc biệt thế giới thực thì trên bệnh nhân dung nhĩ có tiền sử đột quỵ thì hiệu quả và an toàn của rivaroxaban thì được thể hiện thống nhất từ thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên của nghiên cứu ROCKET đến nghiên cứu thế giới thực real firm. Sang phần thứ hai, đấy là chúng ta cùng thảo luận về các cái triển vọng mới về các cái thuốc chống đông NOAC. Người ta gọi đấy là thuốc chống đông liều mạch máu, baby bow, tức là chúng ta sẽ sử dụng cái liều thấp hơn các cái liều lâu nay chúng ta dùng. Về khái niệm về kháng thuốc huyết khối thì chúng ta biết về cơ chế sinh bệnh học thì khi các cái mạch máu tổn thương trên cái sơ vữa thì cái việc đầu tiên đấy là cơ thể nó sẽ kích hoạt tiểu cầu, nó gây ra các cái quá trình đông máu và cầm máu. Thì cái việc này nó xảy ra ở trong cái giai đoạn cấp. Tuy nhiên qua cái giai đoạn cấp thì cơ thể vẫn có một cái quá trình tạo các cái thrombin thông qua các yếu tố hoạt mô. Và cái giai đoạn này ở trong cái pha bán cấp và cái đấy là cái vai trò của các cái yếu tố đông máu. Thế thì khi xảy ra hai cơ chế như vậy thì cái thrombin sẽ được kích hoạt và nó sẽ gây ra hình thành các cái mạng lưới fibrin ở đây và tạo điều kiện cho hồng cầu nó lắng đọng ở trong cái lưới fibrin và nó gây ra tạo ra cục máu đông theo cơ chế gọi là cơ chế đông máu. Thế còn lại thứ hai thì thrombin
cũng kích hoạt cái yếu tố PAR4 trên thụ thể của tiểu cầu và gây ra kích hoạt tiểu cầu và gây ra kết dính tiểu cầu. Như vậy thì có đồng thời hai cái cơ chế, một cái cơ chế kích hoạt tiểu cầu và cơ chế thứ hai là kích hoạt fipronilant. Tuy nhiên, rivaroxaban là một cái yếu tố thuốc ức chế 10A, nó đã ức chế thrombin. Như vậy thì rivaroxaban nó không chỉ ức chế hình thành cái lưới protein fibrin để ngăn quá trình đông máu theo cái cơ chế đông máu, mà còn ngăn một phần ngăn ức chế tiểu cầu theo cái cơ chế ức chế sự kết dính tiểu cầu. Và đấy là cái cơ sở để chúng ta sử dụng cái liều gọi là baby dose. Thì nghiên cứu COMPACT là một cái nghiên cứu đa trung tâm thực hiện ở 33 quốc gia trên 600 trung tâm với gần 27.000 bệnh nhân. Tất cả bệnh nhân được chọn vào thì là những cái bệnh nhân có bệnh lý động mạch vành mạn tính ổn định cũng như bệnh lý động mạch ngoại vi ổn định, và được chia thành 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là sử dụng các cái thuốc rivaroxaban liều 2.5mg hai lần một ngày kết hợp với aspirin liều 100mg. Cái nhóm thứ hai là sử dụng rivaroxaban 5mg hai lần một ngày, và nhóm thứ ba là điều trị như thường quy hiện nay để sử dụng aspirin liều 100mg và theo dõi trung bình trong 23 tháng. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã kết thúc sớm bởi vì cái hiệu quả của nghiên cứu tôi sẽ trình bày ở phần tiếp theo. Thì về tiêu chí chọn ở đây, tất cả bệnh lý động mạch vành mãn tính ổn định trong nghiên cứu COMPACT được định nghĩa đấy là những cái trường hợp nhồi máu cơ tim trong vòng 20 năm trở lại đây, hoặc là bệnh nhân có tổn thương nhiều thân động mạch vành, có triệu chứng hoặc có tiền sử đau thắt ngực ổn định hoặc là không ổn định, hoặc là đã có can thiệp thân nhiều thân động mạch vành hoặc là phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành. Còn tiêu chuẩn chọn các cái bệnh lý động mạch ngoại vi trong nghiên cứu COMPACT đấy là những bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật bắc cầu nối động mạch chi dưới, can thiệp tái thông long mạch bằng bóng, động mạch chậu, động mạch dưới bẹn, hoặc là bệnh nhân có tiền sử cắt cụt chi bàn ngón chân do bệnh lý mạch máu chi dưới, hoặc là bệnh nhân có tiền sử đau cách hội kèm theo một hoặc nhiều các yếu tố đấy là chỉ số huyết áp tay chân nhỏ hơn 0,9, hoặc là hẹp các cái động mạch ngoại vi trên 50% qua cái hình ảnh học siêu âm, hoặc là có thái thông mạch cảnh trước đó mà có mức độ hẹp trên 50%, và đây cũng là một trong những cái yếu tố mà chúng ta thấy rất thường gặp ở những các cái bệnh nhân đột quỵ. Về tiêu chí loại trừ thì như chúng ta biết, tất cả những các cái bệnh nhân loại trừ bao gồm đột quỵ trong vòng 1 tháng, hoặc là đột quỵ nhồi máu ổ khuyết, hoặc đột quỵ xuất huyết, rồi bệnh nhân suy tim nặng với phân số tống máu dưới 30%, hoặc trên lâm sàng đi ha từ độ 3 đến độ 4, và đặc biệt cái nhóm bệnh nhân đang sử dụng kháng cái tập tiểu cầu kép hoặc kháng tiểu cầu khác ngoài aspirin thì chúng ta sẽ không tuyển chọn, và đặc biệt cái nhóm bệnh nhân suy thận mức lọc cầu thận dưới 15ml sẽ được loại trừ ra khỏi nghiên cứu. Và đây là một cái nghiên cứu đa trung tâm thực hiện ở gần như tất cả các cái châu lục ở trên thế giới. Nó không chạy nhỉ. Rồi, về kết quả nghiên cứu COMPACT thì người ta thấy rằng trong cái nhóm sử dụng rivaroxaban liều 2.5mg hai lần một ngày kết hợp với aspirin 100mg khi so sánh với rivaroxaban 5mg hai lần một ngày, hoặc ở nhóm sử dụng aspirin đơn thuần thì cái nhóm sử dụng rivaroxaban liều thấp 2.5mg hai lần một ngày cộng với aspirin đã làm giảm thêm 24% các cái biến cố thuộc tiêu chí đánh giá chính so với aspirin đơn thuần, và cái sự khác biệt ở đây là rất có ý nghĩa thống kê. Về hiệu quả của rivaroxaban 2.5mg kết hợp aspirin cũng đã làm giảm thêm 42% nguy cơ đột quỵ trên dân số chung có trong cái nghiên cứu COMPACT. Về các cái biến cố thì người ta thấy rằng đấy, khi phối hợp rivaroxaban liều 2.5mg thì đã làm tăng cái tỷ lệ xuất huyết nặng, nhưng mà ở cái phần dưới này chúng ta nhìn thấy thì các cái biến cố như là chảy máu nặng mà có gây tử vong hoặc là xuất huyết nội sọ thì nó không có sự khác biệt. Một cái tiêu chí khi đánh giá của nghiên cứu đấy là việc phối hợp rivaroxaban liều 2.5mg với aspirin đã giúp làm giảm thêm 18%
cái tử vong do bất kỳ các cái nguyên nhân nào gây ra trong cái nhóm mà sử dụng kết hợp liều piroxicam liều thấp cộng với aspirin. Về các cái chứng cứ lâm sàng khi so sánh với các cái thử nghiệm khác, ví dụ như thử nghiệm Charima là kết hợp clopidogrel với aspirin trong dự phòng các cái bệnh lý mạch vành cũng như động mạch chi, bệnh ngoại vi mãn tính, hoặc là trong nghiên cứu Pigasus người ta kết hợp aspirin với ticagrelor, hoặc là nghiên cứu Chaptimi 50 thì kết hợp Vorasapa, thì rõ ràng chỉ duy nhất cái nghiên cứu Compact là khi kết hợp thuốc chống đông rivaroxaban liều thấp 2,5 với aspirin là mang lại lợi ích giảm tử vong chung so với các cái nghiên cứu khác về cùng các cái đối tượng nghiên cứu. Như vậy, trong cái nghiên cứu Compact thì những cái bệnh nhân có tiền sử đột quỵ là một cái yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân. Thì khi phân tích trên các cái nhóm mà bệnh nhân có tiền sử đột quỵ thì chúng ta thấy rằng cái việc kết hợp các cái thuốc sẽ là một trong những cái ưu điểm. Thì người ta thấy rằng cái việc kết hợp rivaroxaban cộng với aspirin đã làm giảm nguy cơ đột quỵ không chỉ trên cả cái nhóm bệnh nhân có tiền căn đột quỵ hoặc là không có tiền căn đột quỵ. Và cái sự khác biệt này là rất có ý nghĩa thống kê khi chúng ta phân tích. Chính vì vậy mà khuyến cáo mới hiện nay về sử dụng rivaroxaban liều thấp 2,5mg nhân 2 lần một ngày ở các cái bệnh nhân có bệnh lý đa xơ vữa mạch. Thì chúng ta biết trong khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu năm 2019 về quản lý hội chứng mạch vành mạn thì người ta đã khuyến cáo chúng ta thêm một thuốc chống huyết khối cùng với aspirin để dự phòng thứ phát dài hạn và nên cân nhắc cho những bệnh nhân nguy cơ tắc mạch cao và không có yếu tố nguy cơ chảy máu và mới mức độ bằng chứng khuyến cáo là 2A. Đồng thời người ta cũng khuyến cáo là chúng ta nên thêm một thuốc chống huyết khối cùng với aspirin để dự phòng thứ phát dài hạn và có thể cân nhắc cho những cái bệnh nhân nguy cơ tắc mạch trung bình và không có nguy cơ chảy máu. Thì các cái tiêu chí về nguy cơ tắc mạch cao cũng như tắc mạch trung bình thì trong cái phần slide này thì tôi đã trình bày nó cũng rất chi tiết. Còn lại các cái thuốc chống huyết khối thì chúng ta có thể lựa chọn với aspirin. Tuy nhiên từ cái phân tích Compact đó, thì người ta thấy rằng rivaroxaban 2,5mg nhân 2 lần một ngày kết hợp aspirin thì tỏ ra là có hiệu quả nhất so với các cái kết hợp khác. Đồng thời các cái khuyến cáo của Hiệp hội Mạch máu châu Âu thì người ta cũng đưa ra khuyến cáo là chúng ta có thể kết hợp rivaroxaban liều 2,5mg nhân 2 lần một ngày với aspirin 1 lần một ngày nên được cân nhắc cho những cái bệnh nhân mà có bệnh lý tắc động mạch ngoại bi mà không có nguy cơ chảy máu cao hoặc là có các cái chống chỉ định khác. Đồng thời trên cái nhóm bệnh nhân đái tháo đường hoặc là có tiền căn đái tháo đường kèm các cái bệnh lý mạch máu thì cái việc kết hợp rivaroxaban liều thấp 2,5 nhân 2 lần ngày cộng với aspirin cũng nên được cân nhắc bởi vì nó sẽ dự phòng được các cái biến cố chính trong các cái thử nghiệm. Như vậy qua cái phần trình bày. Góp một mùa hè du kỳ tại Vinpearl đang chờ bạn khám phá. Thỏa thích thám hiểm đại dương bao la. Qua các cái phần trình bày về triển vọng thuốc kháng đông thì chúng ta thấy rằng ở những cái bệnh nhân mà có bệnh mạch vành ổn định cũng như bệnh động lý mạch ngoại vi, đặc biệt là bệnh mạch chi dưới hoặc là bệnh lý động mạch cảnh thì chúng ta nên xem xét điều trị phối hợp aspirin liều 100mg kết hợp với rivaroxaban liều thấp 2.5mg 2 lần một ngày, bởi vì cái việc điều trị này ấy đã làm giảm thêm 24% các cái biến cố gộp gồm nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc tử vong do bất kỳ các cái nguyên nhân mạch máu. Thứ hai là giảm thêm 42% nguy cơ tái phát đột quỵ. Thứ ba là giảm 18% cái nguyên nhân tử vong do bất kỳ lý do gì. Đồng thời trong cái nghiên cứu này thì người ta thấy nó có tăng tỷ lệ xuất huyết nặng, tuy nhiên không gây ra các cái nguy hiểm chết người cũng như không gây các cái chảy máu nội sọ hoặc là xuất huyết trong các cái cơ quan quan trọng khác. Và cái việc cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ ở đây thì chúng ta sẽ mang lại các cái lợi ích lâm sàng dòng có ý nghĩa cho người bệnh. Bài trình bày của tôi xin kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin rất